Xin chào quý vị và các bạn. Ngày thứ bảy cuối tuần nhưng thời tiết lại không thuận lợi cho mọi hoạt động ngoài trời vì ngay từ sáng nắng đã lên rất rực rỡ. Bắc Bộ, Trung Bộ vẫn tiếp diễn nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 cho đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Không chỉ nắng mạnh, nhiệt cao mà thời gian nóng cũng kéo dài. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 đến 18 giờ. Ngoài ra trời còn rất khô do độ ẩm giảm thấp. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 35 cho đến 60%, mang đến cảm giác khô nóng khó chịu. Tin vui với người dân các tỉnh miền Bắc là từ mùng 5 tháng 7, mưa dông sẽ xuất hiện. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, tập trung ở các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang. Mưa xuống sau những ngày nắng nóng nên quý vị cần hết sức cảnh giác hiện tượng thời tiết nguy hiểm tiềm ẩn như là dông lốc, sét và gió giật mạnh. Nằm trong xu thế của thời tiết khu vực, hôm nay thủ đô Hà Nội trời ít mây, nắng mạnh từ sớm, với mức nhiệt cao nhất trưa chiều nay cũng vào khoảng 37 cho đến 38 độ. Cảm giác oi bức sẽ kéo dài đến tận chiều tối. Về đêm, mức nhiệt hạ về 30 độ. Thành phố biển Đà Nẵng ngày hôm nay chưa có yếu tố thời tiết gì biến động, nên trời vẫn duy trì nắng từ sớm với chỉ số UV ở mức cao, mức 10. Dự báo mức nhiệt cao nhất trưa nay ở thành phố lên tới 39 độ. Về đêm, mức nhiệt hạ dần về còn khoảng 29 độ. Nhờ có gió biển thổi đều đặn nên cảm giác bớt oi bức hơn. Tây Nguyên và Nam Bộ mấy ngày vừa qua cũng phổ biến ít mưa, ngày nắng. Tuy nhiên từ khoảng đêm ngày mùng 4 sang ngày mùng 5 tháng 7, gió Tây Nam có cường độ mạnh lên sẽ là tác nhân khiến cho tình trạng nắng nóng cục bộ tại miền Đông Nam Bộ không còn nữa. Nhiệt độ ban ngày sẽ giảm dần tại các tỉnh phía Nam, rõ rệt nhất là khu vực Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến dưới mức 33 độ. Cùng chung xu thế thời tiết khu vực nên hôm nay thành phố Hồ Chí Minh nắng lên từ sớm, nhiệt độ cũng tăng lên 1 độ so với 24 giờ trước đó. Cao nhất trưa chiều nay ở mức 35 cho đến 36 độ. Đây cũng là nơi cảnh báo có chỉ số UV cực đại ở mức 10 trong khoảng 11 đến 13 giờ. Về tối và đêm trời dịu hơn với mức nhiệt 28 độ. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo.